Lavastar xin quay review nhanh cho bạn Huy coi con MLB NE màu đỏ tay trắng nha. Thì mình tại vì con này mình chưa có quay lên cái kênh YouTube Lavastar. Bây giờ mình quay cho Huy coi nha. Chỉ gửi cho mình bạn thôi. Đó, con này là con All Star Game. Nó là cái màu rất là thể thao và chính hãng MLB NE, và đó là cái hàng real chính hãng 100%, nó không phải là hàng fake nha. Đó, hàng fake thì bạn cứ để ý bên nào bán dưới 1 triệu là hàng fake nha. Còn con này là hàng real 100%. Đây, tới gần qua chi tiết nè. Rồi, cái thẻ treo nè, lật lật cái thẻ treo này. Cái thẻ treo là cũng chính hãng luôn nha Huy. Đó, thẻ treo của MV đây đó, anh Huy thấy không? Lật thẻ xong rồi. Đó. Mình quay đây là chi tiết luôn để cho khách của mình mua dễ dễ. Rồi, cái tag này, cái tag chỗ cổ nè, tới gần. Đó, thì thấy chưa? Đó, hàng riêng là nó vậy đó, và mọi chi tiết tinh xảo lắm. Logo nè, logo Andy nè, trần bông nè, thấy không, thêu hết. Cái cúc nó cũng vậy, đẹp lắm, nó không chính nè. Tại vì mình đang có bị thương cho nên mình không có ra quầy chỗ cái shop ở trước á, mình không quay được nha. Mình buộc phải cầm cái điện thoại, nhờ vợ cầm cái máy, cầm cái áo mình quay cho mọi người coi. Rồi quay quay mặt lưng, cái nó niêu 100% nha. Mới xách từ sào đồ ở trước đó vô á. Đây nè, mày thấy không? Ở sau thì nó phun, là nó phun dù và nó có điểm bông nha Huy. Nó có điểm bông. Rồi quay mặt trước đi. Để xa xa ra tí. Đó, đây nè, mặt trước nữa nè. Tay áo, ống áo, cổ áo và bo thun rất là dày nha. Đó, rất là dày luôn. Ok. Rồi, cái gì Huy chốt con này được đó thì báo bên mình nha. Mình báo giá rồi á. Cảm ơn Huy nhiều.